Đây, mình làm cho bà một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khối lớp 9 của tỉnh Nghệ An năm học 2011-2012. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là viết phương trình hóa học ở dạng công thức cấu tạo tối gọn, thực hiện các biến đổi theo sơ đồ sau. Bạn lưu ý ở đây là nếu ở đây người ta không ghi là dạng tối gọn thì bạn phải ghi dạng tối gọn, thì cái đó mới đúng bản chất nha. Rồi bây giờ chúng ta có như thế này. Chất đầu tiên là acetylene ra ethylene. Acetylene là CH nối 3 CH này. Em tạo ra ethylene là CH2 nối đôi CH2. Thì bữa trước thầy dạy bạn rồi, ở đây mình sẽ dùng tác dụng với hydro. Xúc tác ở đây mình dùng là panadi trên chì carbonat. Được chưa? Tiếp. Các phương trình thứ hai. Từ ethylene điều chế ra etan. Ethylene này CH3 xin lỗi. CH2 nối đôi CH2. Chúng ta hiểu như thế này, E là 2C, A liên kết đơn. Như vào đây chúng ta sẽ biến thành 2C và liên kết đơn này. Số điện hydro này. 3 này. 3 này. Như vậy đây chúng ta cộng hydro. Nhớ với mình là cộng hydro ở đây để biến liên kết đôi liên kết 3 thành liên kết đơn. Mình dùng xúc tác là niken nhiệt độ đun nóng. Cho kính gì không? Ta sẽ cho bạn 7 màu luôn. 3. Từ acetylene ra vinyl chloride. Acetylene là CH2 CH nối 3 CH. Chúng ta tạo thành vinyl chloride. Vinyl chloride đây. Vinyl là con gái, 2 chung 1 mol, chlor là Cl. Điền đầy đủ vô. H2 H. Chúng ta thấy này, ở đây nó hơn thằng đầu tiên là một phân tử HCl, như vậy đây cộng HCl. Và lưu ý phần này chúng ta chỉ xét với tỷ lệ mol 1:1. Được cho em? Dạ. Ta đến phương trình 4, mình sẽ đủ màu luôn. Từ vinyl chloride PVC thì bữa trước học rồi đúng không? CH2 nối đôi CHCl. PVC tức là polyvinyl chloride. Được chưa? Trong phải PVC là Phạm Văn Cường. Yeah. Người tìm ra phương này là người Việt Nam, tên ông là thầy Xuân Trương Phạm. Biến thành CH2, CH, CL. Tất cả N lần. Được chưa? Tiếp tục. Chúng ta đến phương trình thứ 5. Từ ethylene ra dichloroethan. 5. Ethylene là CH2 nối đôi CH2. Chúng ta hiểu như thế này. Dichlor tức là 2 clor, ethan là đây này, dichlor 2 clor này, E là 2C an liên kết đơn. Chúng ta hiểu như thế này. E2C này, được chưa? Liên kết đơn này, dichlor tức là 1 clor gắn đây, 1 clor gắn đây. Như vậy bạn biết rồi. Còn đây chúng ta sẽ phản ứng cộng, đúng không? E acetylene sẽ phản ứng cộng với cơ dung dịch clor hoặc dung dịch brom. Biến thành CH2 CH2 clor. Ý kiến không em? Yeah. Tiếp. Còn màu nào chưa xuất hiện nữa? 6. Từ vinyl chloride ra dichloroethan. Vinyl chloride đây em này. CH2 nối đôi CH Cl. Thì bạn hiểu như thế này, để tạo ra dichloroethan thì chúng ta sẽ cộng HCl. Đúng không? Bởi vì từ đây ra đây là chỗ này thiếu hydro này, chỗ này thiếu clo này. Vậy cộng một phân tử HCl là xong. Cái đó H cộng bằng bao nhiêu hydro, còn clo cộng bằng ít hydro. CH2, CH2, Cl, Cl. Được cho em. Tiếp chúng ta cho lấy đủ màu luôn. 7. Ethyl chloride ra ethan. Ethan ra ethyl chloride. E là 2C, được chưa? Chloride là Cl, như vậy tức là đây là CH3 CH2 clo, phân thế clo. Điều kiện là ánh sáng khuếch tán. Tỷ lệ thế đây là 1:1. Cái đó nó tạo thành CH3 CH2 clo
cộng HCl. Được chưa? Câu phương trình số 8. Phương trình số 8 bạn ơi. Từ ethylene ra ethylene chlorua thì chúng ta cộng HCl nha. Ethylene đây. Thiếu HCl mà. 8. Ethylene là CH2 nối đôi CH2. Em cộng HCl. Nó biến thành CH2. CH2. Hiểu. H vào đây thì clo vào đây, như vậy đây là H3. Đây là CL. Được chưa? Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Chắc không. Có ý kiến đúng không?